Xin chào các bạn, mình là Đông Quân và trong video hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn là hai mẫu màn hình dòng S của Dell. Đây là S2721HN và bên tay trái của mình là S2421HN. Và hai sản phẩm này có điểm gì nổi bật thì mời các bạn cùng theo dõi video bên dưới nhé. Đặc điểm của những cái mẫu màn hình dòng S là cái tính đa năng, có nghĩa là chúng ta có thể sử dụng nó trong nhiều cái mục đích khác nhau, từ trong văn phòng cho đến là gia đình, từ cái việc mà xem phim giải trí cho đến việc chơi game, hoặc là thậm chí chúng ta có thể dùng những cái mẫu màn hình dòng S này cho cái công việc gọi là đồ họa. Tuy nhiên, trừ những cái trường hợp mà chúng ta cần về cái sự chuẩn xác về màu sắc thì chúng ta sẽ cần những mẫu dòng màn hình cao cấp hơn như là U hoặc là UP. Và còn trong nhiều cái trường hợp còn lại thì đa số là những cái màn hình dòng S đều có thể đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng của chúng ta. Với hai sản phẩm dòng S mới, Dell đã sử dụng cái gam màu trẻ trung hơn, và đặc biệt là những cái họa tiết ở mặt lưng màn hình, nó giúp cho cái sản phẩm trông nó mềm mại hơn so với lại cái thiết kế cũ. Thay đổi thứ hai của sản phẩm là viền màn hình siêu mỏng ở cả ba cạnh. Và đây, như các bạn thấy, là cái việc mà thu nhỏ cái viền màn hình lại giúp chúng ta ghép nối hai màn hình lại cùng lúc. Trông nó sẽ liền mạch hơn khi mà chúng ta di chuyển từ màn hình 1 sang màn hình 2 hoặc là ngược lại. Bên cạnh đó thì Dell cũng thu nhỏ cái phần mà kích thước của chân đế nhỏ hơn khoảng là 29% so với lại cái thế hệ cũ. Thì cái việc mà thu nhỏ cái kích thước chân đế lại giúp chúng ta có thể là sắp xếp cái bàn làm việc chúng ta nó sẽ gọn gàng hơn. Đó là những cái sự thay đổi mà chúng ta có thể thấy là về cái thiết kế và kiểu dáng của sản phẩm. Bên cạnh đó thì Dell cũng trang bị cho hai cái mẫu màn hình dòng S mới này những cái tính năng hỗ trợ người dùng, đặc biệt là cái tính năng flicker free, tức là chống nhấp nháy màn hình, và cái chế độ là comfort view. Nó sẽ giúp cho chúng ta làm việc trên màn hình trong suốt một cái thời gian dài, nó thoải mái và nó tránh những cái ảnh hưởng, những cái tác động tiêu cực đến cái mắt của mình. Về phía game thủ thì Dell cũng trang bị hai công nghệ hỗ trợ cho việc chơi game. Thứ nhất là cái công nghệ AMD FreeSync. Thì công nghệ AMD FreeSync nó sẽ giúp cái việc mà đồng bộ cái tần số quét của màn hình và cái tốc độ xử lý khung hình của card đồ họa. Cái điều này nó sẽ giúp là tránh cái hiện tượng bị giật xé màn hình khi mà chúng ta chơi game. Bên cạnh đó thì cái việc mà trang bị tần số quét 75Hz nó cũng giúp cái việc mà chơi game mượt mà hơn, đặc biệt trong một số cái game, ví dụ như là game thể thao, những cái game hành động tốc độ cao, hoặc là những cái game FPS, tức là cái game mà bắn súng góc nhìn thứ nhất. Đối với người dùng thông thường thì việc trang bị cái màn hình có tần số quét 75Hz nó cũng mang lại cái sự thoải mái hơn khi mà sử dụng. Thậm chí là trong cái việc mà các bạn rê chuột trên màn hình thì các bạn cũng cảm thấy là chỏ chuột nó di chuyển mượt mà hơn so với là những cái màn hình 60Hz. Về cổng kết nối của S2721HN và S2421HN thì cả hai sản phẩm đều có đến hai cổng HDMI. Bên cạnh đó thì Dell cũng thiết kế cái VESA mount, tức là cái ngàm dùng để treo cái màn hình lên. Trong cái trường hợp mà các bạn không muốn đặt những cái màn hình lên trên bàn, chúng ta có thể treo nó lên với một cái tay đòn, và các bạn có thể tìm thấy cái phụ kiện đó ở trên trang Dell Online, tức là cái cổng thương mại điện tử của Dell Việt Nam. Tóm lại thì với một cái sản phẩm đa năng, trang bị vừa đủ những cái tính năng như là S2721HN và S2421HN thì đây là những cái lựa chọn rất là phù hợp với lại các bạn có thể sử dụng trong gia đình hoặc kể cả trong văn phòng. Hai sản phẩm này thì có bán tại dellonline.vn. Thì đây là cái cổng thương mại điện tử của Dell Việt Nam. Thì giá của cái mẫu màn hình 27 inch là 4,79 triệu đồng, trong khi đó với cái mẫu 24 inch là 3,69 triệu đồng. Các bạn có thể lựa chọn mẫu 24 hay 27 inch là tùy thuộc vào cái khả năng tài chính của các bạn. Cả hai sản phẩm được áp dụng cái chế độ bảo hành Advanced Exchange trong cái thời hạn 3 năm sử dụng, tức là một cái khoảng thời gian rất là lâu. Nếu mà sản phẩm gặp sự cố thì các bạn chỉ việc gọi đến cái tổng đài hỗ trợ kỹ thuật của Dell là 1800 545455, và lúc đó là sẽ có nhân viên họ sẽ đến trực tiếp kiểm tra và đổi màn hình mới cho các bạn. Thì phần chia sẻ của mình đối với hai sản phẩm dùng S đến đây là kết thúc, và các bạn nhớ nhấn like và subscribe để mà có thể tiện theo dõi những cái thông tin sản phẩm mới cũng như là các bài giới thiệu sản phẩm. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.